Cẩn thận đi. Tụi đánh kỹ thế. Hả? Đẹp đấy hả? Đôi này đi đẹp đấy. Huệ đi rồi chân thối á. Hello cho các bạn nha. Các bạn nhá. Đấy, đến tối thì bây giờ bắt đầu là anh em đông đủ với mình mới vào tặng quà để cho mọi người là cùng thấy luôn nhá. Đây, điện chức năng hôm nay à. Chúng ta thấy điều của ông mình đều cơ. Đều đó. Giờ mới chiến đấu đây. Chiến đấu tiếp không? Chiến đấu tiếp. Được chưa? Chị đây. Chị đây. Để đây các bạn. Nhưng mà nhìn nghiêm cao mà. Cái này phải bình tĩnh, không thể vội được. Để làm video xong đã, bình tĩnh nhá. Video em lừa. Vội rồi các bạn. Đang rất vội rồi. Có thể có cái gì để đổi không? Hả? Có gì để đổi không? Gì? Ôi, gì để đổi? Tăng quá chứ có gì để đổi? Không tạm bây giờ đổi thôi. Ra bóc đi. Một ngày đặc biệt là mình cũng muốn tặng là một cái món quà rất là đặc biệt cho các bạn nhé. Mua ở trên Luanda về đấy. Bạn không phải mua đâu. Có người tặng mình ấy. Bây giờ mình tặng lại thôi. Rồi. À, ra khui thôi. Đi. Ra khui thôi. Mà tự nhiên đi tặng quà cho mình ấy. Hả? À, cứ ra khui đi. Ờ, khui. Kẻ mồi đi. Kẻ mồi dẹp không các bạn? Không, đưa ra ngoài ghế để khui. À. Nhẹ đi, nhẹ đi. Được rồi, quay review cho anh ấy, cái sát lên. Nhưng mà hả? Bịp rồi. Đấy, bản quà cũng khổ lắm các bạn. Có cả Futura đấy, từ đã có Futura đấy. Trứng à? Trứng đâu mà trứng? Hả? Khổ quá. Cho xem factura trước. Cho xem hóa đơn trước. Ừ nhá. Xem hóa đơn không? Hóa đơn không? Đây, giấy thật dư. Được, ok anh. Hóa đơn đây. Xem tặng thì cần chiêu hóa đơn đi. 83.000. Tặng thì cần chiêu hóa đơn đi, ai mua đâu mà. 83.000 thật các bạn ạ. Đắt chưa? Thuế 10.000 này. 72.000 này. Dây. Chị à. Cúi. Dẹp tô ông đấy. Đây à. Dẹp tô ông. Dẹp tô ông.
Trường Lê Thế Hiếu. Mất mùi chân. Của các bạn đây, tặng quà nhưng mà bây giờ này không đi này, mất mùi sợ mất mùi chân này. Mất mùi mình thì dày thật các bạn ạ. 82 nghìn, 83 nghìn. Kiểm ra cái đi. Dày thật mất rồi. Đây tiền đi mua. Mua sau rồi bỏ thể giấy đẹp đẹp vào đây. Cái hộp này là đi xin thôi. Đấy, cái này là đi có người tặng, là kết hợp hai cái với nhau các bạn ạ. À lấy à hôm qua đi luôn đa về lấy nhà đến công ty các bạn. Thôi cất cũng được, cất để mà. Dép này là dép của Tiên đưa sang các bạn nhé, mà không phải 83.000 đâu, nó là vô giá đấy. Bây giờ là đi vào xem được cất ở đâu, cất đi để cho xong đấy để mọi người còn làm việc nữa. Mặt ngượng kìa. Sao mà ngượng? Đấy. Tết bịp nha các bạn, tết bịp đấy, tết bịp. Thôi, thế thì nếu mà không cất thì mình đi cất vào tủ thôi nhá. Lên, mình sẽ cất vào phòng bên này mà, phòng bên này. Phòng bên này à? Để đó đi à? Ok các bạn nhá, món quà đã gửi đến được tay của chủ nhân nhá. Mình xin kết thúc video này nhá. Chào các bạn. Chào các bạn đi. Ôi chứ, vẫn ngượng kìa, vẫn ngượng không chào. Chán, không nói các bạn, chán. Chán, cười đau đầu á. Anh ơi, chán. Cười đau đầu. Dày 83 nghìn. Và bị hóng cả chiều bây giờ. Chán. Lấy đâu cái hóa đơn dày anh? Không biết, thế đi xin đúng cho đủ bộ luôn. Thôi. Mẹ xử lý đi. Có thể không chào các bạn à? Chào các bạn. Chào các bạn. Dỗi rồi. Ok các bạn nha. Mình đang đi vệ sinh ra nhà tắm, thấy Quang Linh đang đánh dép các bạn ạ. Chào cô Tiên. Cẩn thận đi. Quê. Đẹp đấy hả? Đôi này đi đẹp đấy. Huệ đi rồi chân thối á. Như là Huệ đi sao mà thấy thối thế các bạn. Ôi sáng thế nhỉ các bạn ạ. Hôm nay đấy vừa được tặng quà cái là lúc đầu ngượng là không dám đeo, bây giờ là thấy anh em là bắt đầu không ai để ý là đưa ra để đi đây này. Ui giời đi dép cũng quay phim chụp ảnh bắt từng khoảnh khắc một, cứ thấy lọ mọ là mọ trong nhà tắm, may mà Linh Philip phát hiện ra chứ không thì là không bắt được cái khoảnh khắc này mất. Ui giời thôi được rồi, kỹ quá. Nói chung là để hút chân không. Thôi cầm ở tay đi, cầm ở tay xong đi chân đất vào. Hút chân không. Thôi cầm ở tay đi. Nổi thế nhỉ? Cái này mai đi lên bản luôn nhé. Ui da, ui chà, ui đẹp quá, đẹp nhiều lắm. Đi vào nhà, cho các anh em ngắm một tí. Đi vào đây. À, đi vào nhà cho anh em ngắm cái. À, ui giời. Hà sạch nha. Ui giời. Sáng bóng bóng luôn. Mình đang đi vệ sinh tự nhiên thấy ông cứ ngồi trong cứ xẹt. Rút máy quay luôn. Ui giời, chào các bạn từ lúc nãy rồi. Các bạn thông cảm nhá, lúc ấy là mình chào đợt 1 nhá. Đấy, còn chưa chào đâu. Đấy, chưa bình tĩnh ngay để xem cảm xúc cảm giác như nào, cái đi có vừa chân không nào. Đây
Đấy. Được. Em, đôi tổ ong huyền thoại đấy. Đây đang làm bỏ ra đi đánh dép đấy các bạn ạ. Là mùi hơi chân khác nhưng mà sao lại bóc ra thì hôi lắm. Chắc là một là Huệ Sara là đi rồi, chắc chắn rồi. Để trong nhà đi rồi. Đi trong nhà rồi á? Ừ, đi nhà rồi. Hôi lắm. Hôi lắm. Đi ra đánh thì nó sạch. Mất mùi chân rồi, mất mùi chân rồi. Anh xịt nước hoa vào cất đi còn gì nữa hả? Đưa nước hoa ra xịt xong cất đi. Ôi ngượng à, cho anh mượn đi thử phát xem nào. Cho mượn đi thử cái xanh luôn. Anh kiểm cho lôi con mày cái này hồng mày xanh này, có dép hồng. Là ngồi quay hẳn nào, quay hẳn ra đây nào, quay hẳn ra đây cái để review đôi dép cái nào, ngồi các kiểu đấy. Ui rồi chụp ảnh nhá, thì đi chụp ảnh nào. Nào, 1, 2, 3 nào, rồi 1. Này cất được, cất kỹ đi, không Linh Philip lấy mất đấy. Bây giờ phải cất đấy các bạn, chứ không đi đâu. Bây giờ nhiều chân sọ vào hôi lắm. Đây. Dám trốn anh em ra đi đánh dép sợ thật đấy. Cái này anh phải trả cà xê cho em nha. Ừ, rồi may ok. Là em đi vệ sinh em nghe thấy tiếng gà sẹt, em rút điện thoại ra em quay. À, Linh cầm anh cái máy cho anh mượn em, mượn đôi dép. Mượn đi nè, cho mượn đi thử cái. Đầu tư một cái gimbal là để hai cái dép này thôi nhá. Phải đánh các bạn ạ. Chứ Sara đi vào rồi hay sao? Vui lắm. Vui lắm. Vui lắm. Sara đi vào vui. Thì gọi hay gọi điện cho Sara. Điện rồi. Điện thoại tôi mượn điện thoại gọi Sara. Em cũng nói điện thoại Facebook. Ai có Facebook nhỉ? Có Facebook Sara cho anh mượn đấy. Quay đi. Như Huế đi rồi mình, tính như Huế đi dẹp rồi mình, mới đánh xong rồi, vui. Được chưa, uy tín chưa? Làm việc mệt mỏi à? Cho anh cái ngắm nữa này. Anh em cười từ lúc đấy đến bây giờ luôn. Cái này là cảm hứng để mà suy nghĩ, cảm hứng sáng tác. Ui, đấy chưa? Tóc một tay là kia rồi. Hy sinh cả một cái chân máy quay là để đôi dép vậy đấy. Quá chiều mến. Ừ. Ô, nhưng mà sau này đôi dép này giữ bản này
Đúng không? Thì bà có bà nào? Đâu à? Thì hôm tiên đi đỏ rồi đó mà. Hôm qua anh vừa hack về đấy, hôm qua anh vừa hack được nhà, hack được nhà em về đó. Ờ thế thôi ấy thế nhá. Ok thì anh em mình vui thế là mình vui lắm rồi anh ạ. Rồi, cảm hứng. Ok. Uống bia không? Cảm hứng. Đẹp phải đi. Hả? Rồi, để chào các bạn đã đâu. Chào các bạn nhá. Ok, chào các bạn nhá. Để làm việc được tiếp đây. Một buổi tối gọi là cười đau hết cả đầu, cười sái ở vai hàm.